Nhưng mà do từ nhỏ đến lớn hay là mình thích vậy? Nhỏ đó đẻ ra là hồi đó đó đồ con trai hồi đó nó thích mặc quần tây áo sơ mi đó, rồi cái nghĩa là từ khi sinh ra là mình đã có cái thích là cái là con trai máu có, nhưng mà vẫn độ bộ thì nhiều hơn. Yeah. Tới hăm mấy tuổi bắt đầu sinh trứng ra hết tóc con trai luôn, rồi vẫn nghe đồ này luôn, chứ hồi đó cũng có đồ bộ. Em hỏi câu này đi, nó không được tiếng gì một tí ha. Dạ. Là mình thích con trai hay thích con gái? Em thích con gái ạ. À. Thích con gái hả? Con trai tôi làm thì anh em cũng bình thường, nói chuyện cũng bình thường. Nói chung là con trai giống như là bạn đồng giới với mình. Dạ. Đúng không? Nhưng mà mình thích con gái thôi, đúng không? Dạ. Ê, mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đã có mặt tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là cái đường 22 mà khu phố 4 của Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Thì hôm nay mình ở đây mình được biết về cái hoàn cảnh của hai mẹ con các bạn. Người mẹ thì bị ung thư vú. Người con thì đi làm hồ để nuôi mẹ, thì hiện tại đang ở trong cái khu nhà trọ ở đây. Thì hôm nay mình tới đây mình thăm cũng như mình tìm hiểu về hoàn cảnh này để chia sẻ đến tất cả các bạn nha các bạn. Thì hiện tại là hai mẹ con của cô ấy đang sống ở trong cái khu nhà trọ đây các bạn. Địa chỉ đây là nhà số bao nhiêu anh? 16. 16. Dạ. Đường Hồng Mai ạ. À, số 16. Phòng số 10. Phòng số 10. Địa chỉ số 16 đường 22, khu phố 4. Dạ. Con chào bà. Dạ. Dạ dạ cái con bà. Chị tên là chị Hằng đúng không ta? Không. Bùi Thị Kim Trang. Bùi Thị Kim Trang. Dạ dạ. Bà ngồi đi bà, cho con hỏi thăm. Dạ. Là đây mình có hai mẹ con ở đây thôi. Dạ. Rồi hàng ngày mình làm cái gì cơ? Lúc trước em đi làm hồ mà mùa dịch tới giờ với phần em gãy tay, em nghỉ tới giờ luôn. À, là chị bị gãy tay hả? Dạ. Rồi tới mùa dịch tới giờ. À, vậy là nghỉ từ cái đợt dịch đến giờ luôn. Dạ, nghỉ. Dạ. Rồi bà cho hỏi thăm bà tên gì đâu? Trần Thị Tuyết. Bà Tuyết? 81 tuổi. 81 tuổi hả? Dạ. 81 tuổi. Bị ung thư vú. À. Mổ rồi làm nhưng mà vô thuốc á, rồi thuốc nhập á, rồi làm như nó có sức khỏe đó, nó trở lại. À. Vậy là bà bị lâu chưa bà? Bà năm mấy rồi. 3 năm mấy rồi hả? Dạ. Mổ rất kia, cũng như rất kia nhập thì luôn á. À, có nghĩa là mổ mất cái một bên ngực luôn. Cái ngực luôn, cả cái tay, giờ cái tay không thể làm nặng được. Dạ. Yeah. Còn chị tên gì chị? Em tên Bùi Thị Kim Trang. Bùi Thị Kim Trang. Kim Trang. Hôm nay bây giờ bao nhiêu tuổi ạ? À? Dạ, hôm nay em tuổi mẹo á. 46 tuổi ạ? À? Dạ. Em nhìn nó tưởng con trai cơ. Dạ, thời nhỏ lớn giờ hơn thế vậy. Thứ nhất là cắt tóc con trai này. Dạ. À. Đấy, cái bánh đều bánh chắc là sáng giờ trai thằng nó có cặp nè. Dạ. À, cái chân bị sao vậy chị? Chân em bị như nó bị dạ đi cái nó đè lại nó vậy đó, bị bệnh nào nó nứt cái này nè. Dạ, sốt bài liệt xong bắt đầu nó bị vậy luôn hả? Một tuổi thì rồi bị luôn hai rồi. Dạ. Và nó bị từ nhỏ luôn, cả hai chân luôn hả cơ? Dạ, hai chân mà vậy, cái chân này mới tập lại đi đây. À, cái chân này. Ở đó hai cái giống vậy nè. À, vậy là hai cái giống nhau dạ. Luôn. Mình lật. Hai cái bị kẹo luôn. Dạ. Thành ra nó yếu. Dạ. Rồi quê mình ở đâu cơ? Tiền Giang. Tiền Giang. Dạ. Mình lên đây đâu lâu chưa bà? Bên đây 30 năm rồi. 30 năm rồi. Mà còn nhảy nhà thế. Dạ, dạ. Rồi trước bà làm gì? Hồi đó thì đi bán giấy số hả, ai làm cái gì như lên đây nhà cửa quê trái á. Yeah. Rồi lên đây hồi đó con nhỏ mới có 10 tuổi à. Yeah. Rồi đi bán giấy số, đi làm đủ thứ hết trơn đủ nghề. Con này thì chị cả. Yeah. Rồi hai đứa em đó nữa. Yeah. Cũng nghèo, nói chung hai đứa em nó cũng lấy chồng nghèo, nó mới nhà con cái. Vậy là chị có chồng rồi hả? Dạ chưa. Chưa có chồng hả? Dạ, nhỏ lắm hả? Vậy là bà còn người con nào nữa không? Dạ có ba đứa. Có ba người con? Dạ. Giờ con có ở gần đây không bà? Nó ở xa xa hết hả? Còn đứa quận 12 á. Còn có ở đây có hai mẹ con thôi. À. Là mình mướn nhà đây lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi em. Tính ra là mướn nhà trong 30 năm rồi đó. Là mướn nhà 30 năm nhưng mà cái nhà này mình ở cái được nhà này 2 năm mấy rồi. À mình mướn ở đây là 2 năm mấy rồi. Dạ. Dạ. Rồi bà bị phát bệnh là năm bao nhiêu? 3 năm trước à? Mổ đó hả? Dạ. Năm nay được 3 năm rưỡi rồi.
3 năm rưỡi rồi. Vẫn còn uống thuốc. Dạ. Không nhận đi tới khám. Rồi mấy người con kia gần đây mà. Nó ở xa lâu lâu nó về, nó công nhân mà cũng như cái đợi này. Mùa dịch giờ tới giờ không có về. À. Đứa ở Tân Bình, đứa ở bên đường 48. Dạ, dạ. Nó cũng làm công nhân may đò đi mai đó, bây giờ nghỉ luôn, từ xưa rồi chưa làm. Dạ, dạ, dạ. Vậy là giờ bệnh tật như vậy thì có đủ tiền thuốc men không bà? Không đủ. Không đủ luôn. Dạ. Rồi chị đây đi làm mà. Em cũng tính qua dịch này em xin vô làm bảo vệ mà tại vì mùa dịch quá người ta chưa mở ra đó. À. Thành ra em chưa vô làm. Phần trước chị làm gì? Trước đi làm hồ. Trước đi làm hồ. À. Hồ mới té gãy tay này. À, là mình té lâu chưa? Gãy tay lâu chưa? Té cũng 6 tháng. À, bây giờ gãy 6 tháng. Tại em còn cái giấy. À. Vậy là giờ tí là đi xin làm bảo vệ thôi. Dạ, tính đi xin làm bảo vệ. Nhưng mà tại vì mùa dịch quá người ta chưa ấy đó. Hình thử em đợi xong rồi đưa vô người ở nhà trọ mình thấy vậy đưa vô giùm. Dạ, rồi chân tay như vậy nó có mướn không? Bây giờ đi cũng đi cũng... Đi dài cho nó bứt. Mặc quần dài xuống á. Dạ. Mình đi mình có tập tướng không? Tập tướng không hay là mình đi thẳng được? Đứng vậy đi. Không. Đi đi thì cũng vậy thôi. Đó, vậy đó. À. Dạ. Nói chung là tại... khi đi cái chân này nó ngửa lên trên hả? Dạ, nó ngửa nó đè xuống vậy nè. Dạ. Nói chung là mình nếu mà mình đi cẩn thận thì chắc người ta không phát biết được, đúng không? Dạ. Rồi bà trước bà làm gì bà? Hồi đi bán giấy số. Rồi bây giờ thì từ hồi bệnh tới giờ đó. Dạ. Rồi bằng máy một của con đó, hồi đó nó mai rồi nó có chồng đó, để lại thì... Dạ. Ý là cái máy này để ở nhà ngồi may đúng không? Sửa đồ, sửa đồ cho ta. Ai mướn sửa chứ giờ tay cái tay này không thể mà xách được 5kg. Dạ. Yeah. Mà không thể chặt cái gì bây giờ biểu cô chặt con gà hay là chặt cái gì là cô chặt không được. Dạ, yeah, dạ. Yeah, nó mổ đứt về mà vô cái nách thì mất luôn cái nách. À. Là từ cái hồi dịch đến giờ thì có đủ ăn đủ uống gì không? Có lương được dạ, cũng có người ta cho. Có người gạo thì được mà người cho. Dạ. Dạ, người gạo cho. Rác rồi cũng có cho chút đỉnh. Thì cũng ở phường cho dạ. Chút đỉnh ăn thì thôi, dạ. Cũng vất vả. Nói chung là sống qua ngày được. Nhưng dạ. Mà cái tiền thì không có. Dạ. Về cái bệnh của cô đến giờ có cần phải đi bổ lại không hay là... Dạ không, đi lấy thuốc hàng tháng. Lấy thuốc hàng tháng? Hàng tháng thì lấy khoảng 1,6-1,7 triệu tiền thuốc. Rồi có bác sĩ có nói là nó khỏi hẳn không hay là nói thì cả như là 3 tháng nó kiểm tra một lần. 3 tháng đi nhưng mà từ hồi dịch tới giờ là cả như đừng tới kiểm tra tới tới dịch á. Yeah. Là 6 tháng là chưa kiểm tra. Yeah. Để ít bữa nó ổn định là đi kiểm tra lại. Yeah, yeah. Mỗi lần kiểm tra thì chắc cũng cả triệu. Dạ dạ. Mỗi lần đi khám là cũng khoảng 1 triệu bạc. 1 triệu bạc. Là trước là chị đi làm hồ. Dạ. Xong là té gãy tay. Dạ. Rồi tới mùa dịch luôn đó. À, xong rồi tới dịch chưa? Đó là cô muốn nhận kia. Cái nhà này người ta dọn đi đó, rồi dạ. Như người ta mất mãi đó. Dạ. Thì trốn đi, cái người ta bán cô cái này, cái mà nhận 1 triệu. À. Mới có xài với cô thì không có sống nổi. À, có nghĩa là trước đây là có cái nhà đấy, nó bỏ nó đi, nó bán, xong là cô mua lại mấy cái đồ này. Dạ, hay. Dạ. Chứ mấy cái đồ này giờ nó cũng không nhiều tiền cho lắm. À. Ừ. Còn khổ. Nhìn thì nó có vậy thôi nhưng mà à, tại vì mình không có mình. Dạ. Mình nhìn thì thấy có vẻ nó có tủ lạnh có ấy rồi, thế nhưng mà nó không không có giá trị. Dạ dạ. Là tối là mình bà ngủ đây gần anh ngủ trên kia chị ngủ. Dạ mình anh em ngủ tạm. À. Mà nhiều khi ngủ cũng nóng lắm anh ơi. Dạ. À, nó gần mái tôn á. Dạ, nó thấp. Lên trên đó là mình phải đứng đúng không? Dạ, đứng không được. Tới đây quỳ gối đi vô bò dạ. Ngủ thôi. Điều tại về chợ thì phải chịu với đất thì mẹ nằm con ở trên. Dạ, dạ. Rồi nhà mình ở quê là còn nhà còn cửa gì không bà? Dạ, không. Phải như hồi đó nhà trái đó. Dạ. Như có cái đất để cất nhà. Dạ. Nhưng mà nhà trái đi rồi người ta lấy người ta cắt thì kể như giờ không có đất đai gì quên. Sao đất của mình mà sao người ta lại lấy được ta? Hồi đó mình đi mình bỏ hồi đó mà đất có đâu có lấy cái gì vậy? Không có giấy tờ. Không, người ta cất nhà người ta ở rồi thôi bỏ luôn. Ừ. Rồi giờ người ta làm giấy người ta hết mình không được gì hết. Dạ dạ. Vậy là có 3 người con, còn chồng bà là mất rồi hả? À, cũng như là thôi chồng là 29 năm.
Rồi ông mới mất 2-3 năm nay. À, có nghĩa là thôi thì 29 năm rồi. Ừ, nhưng mà ông thì mới mất cái cho mấy năm. Mới mất. À, bỏ thôi, nhưng mà vẫn liên lạc rồi. Không, không có liên lạc. Liên lạc sao bà biết được ông mới mất? À, nhưng mà hôm đó ông chết á, thì có mấy đứa con có lên. Có em mới lên, tận đây tan á. Cũng như tụi nhỏ. Nói chung là không quan hệ với, không gọi là không có... Không có sống chung. Không có sống chung với mẹ, nhưng mà vẫn liên hệ với mấy đứa con. Mấy đứa con, lâu lâu nó lên, nó thăm thì có chứ. Đối với cô thì cũng như không có gì hết. Dạ. Cô 80 rồi, con nhìn thấy cũng nó còn trẻ đấy chứ. Sao từ hồi mà cô vô thuốc tới giờ đó hen. Thì ai cũng nói cô trẻ trên 10 tuổi không à. Mỗi lần cô già lắm. Con nghĩ khoảng là 65, 70 thôi. Đó, đó. Họ cũng nói nhưng mà tuổi thật là 80, năm nay 80 rồi. 81 tuổi rồi. 81 tuổi rồi. Giấy tờ sao nhận 60. Sinh năm 1940. 1 tháng 1 năm 40. 40, 60 tuổi, 60 với 20 là 81 tuổi. Dạ. Chờ gạo à? Chờ gạo Tiền Giang. Dạ. Chờ gạo Tiền Giang. Con thấy hình như cô trẻ hơn so với cái tuổi. Không có từ hồi cô mổ tới giờ, chứ một lần cô cũng già. Dạ. Theo hình đi dài với hình hồi đó so ra đó là cô già hơn nhiều vậy lắm. Làm như tại vì mổ rồi vô thuốc, cô chịu thuốc hay sao á. Giống kiểu hợp thuốc, nếu hợp thuốc cũng cũng khỏi thuốc, chứ không đến nỗi nào được. Đó thì bởi vậy cô cũng còn sống được 3 năm mấy nay cũng đỡ chứ nhiều người. Người ta cũng bị bệnh như cô mà người ta cũng mất. Cô thì cũng còn, cô cũng khỏe, nó nha, giờ cũng có sức khỏe. Nhà rồi bây giờ thì bây giờ là mình cứ 6 tháng là 3 tháng là mình đi tái khám một lần rồi đó. Cũng như là 1 tháng đi tái khám một lần, nhưng mà từ hôm dịch tới nay á, là nó cho tới 3 tháng rồi. Tại vì nó bán thuốc 3 tháng là 3.9 gần 4 triệu đó. Một lần đi lấy thuốc mấy triệu bạc vậy? Đó, đi lấy thuốc mấy triệu bạc cứ vậy đó. Tức là bà đi bán số về nhà ngồi may mấy cái đồ này thôi. Giờ ở nhà sửa đồ. Mấy anh chị kia có phụ phiếc bà được cái gì không? Nó cũng nghèo, nó cũng nghèo. Nó công nhân mà đứa 2-3 đứa con rồi hỏi như nhà thuê nữa. Dạ. Thì thành ra đứa nào cũng nghèo hết á. Thì thôi kệ, bây giờ cầu xin cho khỏe vậy cũng được rồi. Chứ mà giờ chủ yếu là khỏe mạnh thôi. Khỏe mạnh. Chị đây không có gia đình đi. Tại vậy nhỏ lớn. Sao vậy? Tại vì bệnh giờ cẳng vậy nó rồi. Thì nhiều khi người ta cưới mình về người ta cũng sợ. Rồi tự nhiên tới mấy 30 tuổi cái buồn buồn cắt tóc cao giả trai. Trước là tóc vẫn tóc dài đúng không? Dài tóc nửa lưng vậy nè. Nhưng giờ là cắt tóc cắt thành con trai luôn. Nếu nhìn vô thì đâu có ai nói nó con gái. Dạ, con mới nhìn nó con nghĩ là con trai đó. Con trai. Nghĩ là con gái đó. Bởi vậy nhiều. Chúc mừng của em nè. Dạ. Nhìn có khác gì con trai đâu. Đó, đâu có ai nói con gái đâu. Ai bảo con gái đâu. Em bị giếm lại với chúc mừng mấy con mai. Bùi Thị Kim Trang. Dạ, 1977. Chờ gạo Tiền Giang. Nhìn không khác gì con trai lắm. Không có ai nói là con gái đó. Trường người ta cũng nói em là con trai đó. Đi làm giấy người ta cũng nói con trai, không đâu ai nói con gái. Đi làm giấy người ta bảo con trai. Mà hỏi tại sao là cái họ lại thị. Nhưng mà do từ nhỏ đến lớn hay là mình thích vậy? Nhỏ đó đẻ ra là... Hồi đó đó... Đồ con trai. Hồi đó nó thích mặc quần tây. Áo sơ mi đó rồi cái. Nghĩa là từ khi sinh ra là mình đã có cái thích là cái là con trai máu có. Nhưng mà vận độ bộ thì nhiều hơn. Tới hăm mấy tuổi bắt đầu sinh trứng ra hết tóc làm trai luôn. Rồi vận đồ này luôn chứ hồi đó cũng có đồ bộ. Em hỏi câu này đi, nó không được tiếng gì một tí ha. Là mình thích con trai hay thích con gái? Em thích con gái Thích con gái hả? Con trai tôi làm thì anh em cũng bình thường, nói chuyện cũng bình thường. Nói chung là con trai giống như là bạn đồng giới với mình. Dạ. Đúng không? Nhưng mà mình thích con gái thôi đúng không? Thích con gái. Nói chung là giờ cũng không không như ngày xưa. Dạ. Thích mình thích theo cái tính cách của mình hoặc là cái chất của mình như thế nào thì mình như thế thôi. Mình không... Tại vì em làm hồ thì em lăn lộn cũng đó, thì trai gái thì chuyện đó. Nhưng mà chị đi làm hồ vậy thì người ta trả công, chắc là trả lương công con trai phụ rồi dạ, gái đúng phụ. Rồi, trả phụ. Nhưng mà giờ là sớm như đi làm mình nói con trai trả gì
chả ai hỏi đâu, đúng không? Nếu mà quen thì biết nó con gái, còn nếu ấy ấy là kêu anh. Mà nghe tiếng, nữ. Đó, em nghe tiếng em có thấy con trai giống con gái. Cái kêu anh. Nói chung cũng không sao, bởi vì cái việc sinh ra nó vậy thì mình cũng đâu có gì mà mình để ngại đâu. Yeah. Mỗi cái là để mà kiếm được một nửa thì nó hơi khó. Thôi kệ nói đi, giờ hai mẹ con sống vậy đi chứ giờ mà lấy vợ, ủa lấy chồng thì cũng khó lấy. Dạ. Giờ làm ví dụ bạn gái vậy đi, có bạn đồ đi lâu lâu tới chơi vậy rồi về vậy thôi. Dạ. Thì hai mẹ con sống. Nhưng mà có bạn không? Có bạn gái không? Dạ có. Cũng như quen vậy, lâu lâu cái tới nhà chơi chút rồi về chứ cũng dạ, dạ, không có sao ở. Dạ. Như là con bạn trai, dạ, con có con hài vui thôi. Hài vui vậy. Nhiều khi nó hơi không được tính gì vậy lắm. Chứ là mình giới tính mình như thế nào thì mình sống như thế thôi chứ chả có gì mà phải ngại cả. Yeah. Thầy có sao em nói thiệt vậy đó. Dạ, dạ. Chắc em thiệt tình đó. Trước chị đi phụ hồ được lương cao không? Dạ, lương của em thì mấy lần vô thì 200 mấy. Có khi là 300. Dạ. Vậy là giá đó. Sửa chữa nhiều khi nó thấy tội nghiệp thì mới cho thêm mà cơm chưa ăn rồi này kia. Dạ. Vậy là nói chung hai mẹ con sống cũng được ha. Dạ, dạ. Nhưng mà tại vì mình dịch cái tay giờ giờ em cũng thấy lớn tuổi là yếu. Mới 40 mà. 46 rồi con. Dạ, 46. Ổn định hơn. Dạ, dạ. Công việc nó ổn định hơn. Làm một cái gì cũng được, nó cũng nhà, nó không đến nỗi nào. Dạ. Là mình đi xe đạp đây hả chị? Xe đạp. Nhiều khi em đi với bạn em. À, đi với bạn. Rồi bây giờ cho con hỏi con là hai mẹ con cô bây giờ, ví dụ như là mình giống kiểu mình mong ước cái gì á? Thì giờ hoàn cảnh khổ quá. Mong muốn một cái điều gì đó. Mong muốn. Hôm nay em cũng muốn mong muốn để em có chiếc xe để đi làm. Để tới thì luôn. Thế là cũng mong muốn là có một chiếc xe. Hôm đó thì có chiếc xe rồi cái nó gãy tay đó. Rồi bán có 2 triệu rồi. Đó là xe, có một cái xe. Xe như xe cũ người ta đó, xe không giấy tờ đó. Rồi bán nặng lấy tiền sửa cái tay nó. À, không có tiền để đi bó bột luôn. Cho nên là phải buộc lòng phải bán cái xe đi. Với ăn uống rồi tiền nhà. Yeah. Bởi mấy tháng nay mình không đi làm rồi lấy tiền đâu đóng tiền nhà. Dạ, yeah, không có tiền đóng. Chủ đội mà chưa có tiền đóng. Thiếu nhiều không cô? Bây giờ nếu thiếu trước sau cũng khoảng 7 triệu. 7 triệu tiền nhà? 3 tháng. 3 tháng tiền nhà. 3 tháng tiền nhà. Một tháng 1 triệu mấy rồi? 2 triệu một 2 triệu. Tháng rồi điện nước nữa là 2 triệu rưỡi, 2 triệu sáng. Người ta bớt hả? Dạ. Người ta có bớt cho mớ nào? Không có cho gì hết, cho có một chục cái gạo thôi. Nói chung là cũng tùy từng nơi, ví dụ người ta cũng không cho mình được tí nào cũng hay đi đó. Đúng thì bởi vậy mà không có. Vậy là bây giờ là chị là mong ước có cái xe để đi làm. Dạ. Xe giờ bao nhiêu tiền chị? Dạ, 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 dạ. Dạ, 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 cho nó chuyện. Dạ, dạ. Như xe bây giờ nếu mà mua xe mới được chi đó cô? À không, bác nhiều tiền này. Bác cứ xong việc đi. Yeah. Em đi hỏi với nhà em ở đây nha. Là mình tính mua xe mới hay xe cũ gì? Thì hả, có gì xe gì đi xe nấy. Nếu mà có cho làm sao thì đi vậy. Nhưng mà bởi vì nếu mà mình mua cái xe cũ mà xe tàu đi nó chả được mấy bữa. Dạ, nếu đúng mà mua rồi. Xe mới thì bây giờ nó em nghĩ nó cũng rẻ một mấy triệu à. Dạ. Đúng không? Có cái xe đi làm rồi kiếm tiền nuôi mẹ chứ. Dạ, bây giờ ví dụ như thế là em cũng đó. À. Tôi thì cũng như giờ sống được ngày nào mừng ngày nấy vậy, cái bệnh này. Dạ. Vậy thôi à. Chứ bây giờ hai mẹ con chỉ có trông chờ vào mình chi thôi. Dạ. Là để ví dụ như mình đi làm để không có đồng tiền ra xây sở với gia đình, nhiều khi đóng tiền nhà từ cửa mình cũng ổn định. Em cũng mong muốn vậy đó. Phải nói ý là cũng muốn là có cái phương tiện để mình đi làm, để mình mình đi làm sao không cơ? Tùy theo người ta đưa mình đi tới đâu mình đi tới đó. Nói chung là làm bảo vệ thì thường nó làm theo ca. Dạ, đúng. Và ví dụ như thế là nó đưa mình đi đến mục tiêu nào đó mình phải đi theo mục tiêu đó. Dạ, nó cũng hơi xa. Nhưng mà nếu mà mình đi xe đạp thì thứ nhất là nó xa, thứ hai là nó bất tiện. Dạ, đúng rồi. Mình đi kéo người ta gọi nó cũng kỳ. Dạ. Nhưng mà chị chạy được xe vậy đúng không? Dạ, 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 được. Thế bây giờ giả sử như có người giúp chị mua cái xe thì làm sao? Em mừng cảm ơn hết lớn. Vậy là mình nếu bây giờ mình mua cái xe thì mình mua hẳn cái xe mới luôn cho nó khỏe. Dạ. Xe mới giờ em nghĩ là chỉ mười mấy triệu à?
không có mắc lắm đâu. Thì giá thì không biết nữa thiệt. Như cái xe còn xe số còn mua chính xe hãng của Honda luôn có 16 triệu bạc. Xe này đấy hả? Dạ đúng rồi. Ôi vậy đẹp quá ha. Dạ. Vậy rẻ quá rẻ nha. Mình mua hẳn cái xe tốt mình đi chứ mình đi bao cái xe mà nó ấy quá đâu. Xe này xe chạy đổ 50 ngàn xăng đi cả tuần luôn nếu đi bình thường. Dạ, dạ, dạ. Nhiều khi đi đến nhiều xe cổ mà nhiều khi mình không có tiền thì sướng rồi. Bây giờ cô biết sao cái tay cô ha, hôm trước cái thì món này hả nó co vô vậy ha, mà muốn ra cái muốn khóc luôn nghe. Rồi cái tay rồi cái tay này bớt rồi bắt đầu về cái tay này, bởi giờ không được làm được cái gì ráo nếu mà cô vừa rửa chén hoặc là giặt đồ ha là nó co vô rầy buông ra là nó thiệt con chảy nước mắt luôn. Cô với chị chắc biết cô Cẩn đúng không? Dạ biết. Cô Cẩn á? Anh có vô đây. Cô Cẩn á? Không, không, cô Cẩn. Cẩn. Cô Cẩn. Dạ, cô Cẩn. Ở bên Mỹ. Đúng rồi, cô bên Cẩn anh Quốc á. Dạ, dạ. Tại hôm nay là con ghé con thăm cô cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là con cũng mang cái món quà của cô Cẩn xuống cho hai mẹ con cô. Dạ, dạ, dạ. Cho nên là để... Dạ, cô Cẩn cô ấy có gửi cho hai mẹ con cô là... Tại cô ấy nói là... Nghe đâu là chị mong ước có cái xe để đi làm đúng không? Cho nên là cô Cẩn cô mới nhờ em xuống thì có gửi về cho hai mẹ con cô 1.000 đô. Dạ. Cho nên là con nay con tiện đường con xuống con mang xuống cho hai mẹ con cô luôn. Dạ. Vậy rồi giờ họ có bán xe chưa? Có đâu cô, người ta bán bình thường, mình cứ ra mình mua thôi. Còn muốn mua xe gì thì tùy gia đình ha. Cái xe này có mười mấy triệu hả? Dạ. Tiền đô á là bữa trước là nó là 2 triệu 23, dạ. Nhưng bữa nay nó còn có 2 triệu 6 mấy thôi, nhưng mà con tính là thành 2 triệu 222 triệu 700 ha. Dạ, dạ, dạ. Là ngày trước là nó 23 nhưng mà giờ nó giá đô nó tụt quá, bây giờ bán chỉ được nó chỉ được có khoảng 22 triệu 260 mấy ngàn là 100 đô, nhưng mà bây giờ nó em tính chẵn là 2 triệu 270 ngàn luôn. Là 1.000 đô thì tương đương với 22 triệu. Rồi bây giờ... Thằng để hỏi lại, để mẹ nói. Bây giờ muốn... Chị cái, nếu mà kết bạn cái số của em xong rồi gửi cho qua cho em gửi cho cô cũng được. Dạ. Còn nếu mà không thì chị gửi cho cô cũng được. Dạ. Cũng tại tùy. Vì cô có gọi về cho em nhưng mà dạ. Cái số đó em không có gọi qua được cho cô. Thì ví dụ như chụp hình gửi qua cho em để em gửi cho cô cũng được. Tại để cho cô ấy mừng. Dạ. Xài cô bác, để có gì em... Dạ, dạ, dạ. Cô tính nói gì cô? Hả? Cô tính nói gì? Thì cô tính hỏi con, thí dụ giờ mình mua xe rồi cái đó là con mua rồi con phải chụp hình rồi gửi lên hay sao? Chị mua về xong là chị chụp, chị gửi qua máy cho em gửi cho cô xem để cho cô mừng thôi được rồi. Dạ. Dạ. Dạ, bây giờ con đếm tiền cho cô với anh ha. Dạ. Đây là 1 triệu này cô. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 triệu 700 ngàn ha. 500 cô. Dạ. Rồi có thối lại con không? Dạ không con, đây con đưa đủ luôn đây. Vậy hả? Dạ. Bữa trước là nó chỉ là có 2 triệu bữa trước là nó giá nó cao mà bữa nay nó xuống nó còn 22 6 mấy thôi. Nhiều con đưa chẳng là 22 70 ha. Dạ, vậy dạ. Cảm ơn cô nhiều. Tại vì cảm ơn cô Cẩm. Dạ. Cô cũng giúp đỡ dùm cho gia đình. Đội ơn cô Cẩm rất là nhiều. Dạ, dạ. Cái tiền này là của cô Cẩn, nhờ con mang xuống thôi chứ không phải là... Dạ, dạ. Dạ, dạ. Thì chắc là cô cũng có liên hệ với gia đình rồi. Dạ, có. Dạ, dạ. Bởi vậy, bởi khổ, cứ ở nhà thê, cứ cô chỉ cầu nguyện Chúa mong cho cô được có cái nhà cô ở mà không biết chuyện nào cô có nổi cái nhà. Dạ, dạ. Thôi bây giờ cứ... Thôi, thôi, thì vậy được rồi. Thôi vậy. Cô Cẩm, cảm ơn cô Cẩm nhiều. Cảm ơn cô Cẩm với thăm gia đình được nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc gia đình được vạn sự như ý. Dạ, dạ, dạ. Thì mình thích mua cái xe gì thì mua ha. Dạ, tại cái xe bây giờ nó... Rồi, thế ấy thì chụp hình gửi rồi. Dạ, dạ, mua cái xe lấy cái làm một phương tiện đi làm. Chứ bây giờ ví dụ mình đi làm mà mình đi xe đạp hoặc là mình ngồi nhờ xe người ta quà nó không... Dạ, có gì em chụp qua liền cho. Dạ, dạ, nếu mình mới cả mình mua xong thì mình vẫn còn dư tiền để mình... Có gì em chụp số của anh hay sao? Cái số của em có gọi cho anh nhé. Dạ,
cho chị đó. À, rồi, hả? Vậy em chị có qua số phải không? Xong rồi em gọi cho luôn nha. Dạ. Rồi. Vậy thôi, đất trời không có lấy nước rồi anh mình. Dạ thôi không cần đâu cô ơi. Con nhiều lắm nha. Dạ dạ. À, thôi các bạn ơi, thì hôm nay mình tới thăm hai mẹ con cô các bạn. Thì như các bạn biết thì cô thì bị bệnh á, còn là con cô thì cũng bị bại liệt rồi bắt đầu là đi làm hồ nhưng mà gãy tay, bây giờ đang tính đi làm bảo vệ đúng không? Thì hôm nay mình tới đây mình thăm cũng như thay mặt cô cần gửi đến tấm lòng đến cho gia đình. Thì bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ dạ.